vẫn bắt sóng được các bạn ạ. Rất khỏe, rất khủng khiếp. Bây giờ đã là hơn 50 mét rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất xa rồi. Đấy các bác và anh em làm sự kiện đến tầm này là quá xa rồi đúng không ạ? Đây là bộ sản phẩm mic không dây cao cấp nhất của nhà phân phối DB Arctic. Đây là con DB Arctic 750 Plus cho anh em. Và ngày hôm nay thì lại xuất hiện bên cửa hàng Tùng Audio nữa rồi. Và em phải làm ngay một cái video như thế này để thứ nhất là cho các bác và anh em trải nghiệm, và thứ hai nữa là lát nữa cùng với em chứng minh rằng bộ mic không dây cao cấp của DB Arctic DB750 bắt sóng xa đến như thế nào. Đây là hình thức của con DB750 Plus chuyên sự kiện các bạn ạ, chuyên sự kiện. Nếu như anh em nào đang làm sự kiện chuyên nghiệp mà đang thiếu một con mic không dây cao cấp thì ngay bây giờ liên hệ đến em Tùng để sở hữu cho mình bộ sản phẩm DB Arctic DB750 Plus. Đây là mẫu sản phẩm mic không dây cao cấp nhất của nhà phân phối DB Arctic, hàng chính hãng, có logo thương hiệu đầy đủ cho anh em. Logo thương hiệu của DB Arctic, ngoài ra thì sẽ có mã QR cho các bác và anh em nhận hàng, test hàng, check hàng. Với DB Arctic DB750 thì sẽ có một cái thiết kế cực kỳ là độc đáo các bác ạ. Đây là mẫu mic cao cấp nhất, vậy nên là sẽ kết hợp với công nghệ rồi. Mặt màn hình anh em nhìn thấy không ạ? Có hai tông màu khác nhau. Nhưng mà khi các bác và anh em sử dụng nhá thì nó sẽ thay đổi đèn tín hiệu. Ở đây đang làm đèn sáng, có nghĩa là bác và anh em đang bật chế độ tay mic này thì nó sẽ hiển thị mặt đèn sáng, còn nếu như mic mà không bật thì nó sẽ để chế độ đèn vàng như thế này. Và một cái thiết kế này chắc chắn là anh em sẽ biết ngay đến những cái dòng mic cao cấp đúng không ạ? Và đúng là DB Arctic DB750 đây là mic cao cấp rồi, chuyên sự kiện cho anh em, hỗ trợ cho giọng hát thật, tiếng khỏe già. Và thứ hai nữa là độ bắt sóng xa, cực kỳ xa luôn cho anh em làm sự kiện. Còn nếu như các bác và anh em nào có nhu cầu cũng như là túi tiền của mình xông xênh một chút, muốn chơi gia đình với bộ mic DB Arctic DB750 thì quá tuyệt vời thôi. Bởi vì mẫu mic cao cấp như thế này vừa chơi sự kiện tuyệt đối hay rồi. Còn nếu như chơi gia đình thì chắc chắn không có điểm nào để các bác và anh em chê được cả. Về phần tay mic của DB Arctic anh em nhìn chưa ạ? Đây là thiết kế của DB Arctic DB750. Với thiết kế này thì anh em nhìn thấy ngay ở phần cuối này, các bác anh em để lên có chỗ giá để mic ấy, anh em cắm vào quá tuyệt vời đúng không ạ? Phần tay mic của con ADB này tuy rằng hơi thon nhỏ một chút thôi nhưng mà đủ độ lặng cho anh em cầm lắm thoải mái, đế mic dài này. Đấy, cầm rất là sướng các bác. Và ngoài ra nhé, các bác anh em cầm cái mic lên, đây là em cầm cái bộ mic lên, nó lặng gấp đôi so với những cái dòng mic thông thường các bác. Đấy, thế nên là bên trong thì chắc chắn rồi, đầy đủ các chế độ tính năng. Và có một chút khi các bác và anh em trải nghiệm, nếu mà ở cạnh Tùng Audio bây giờ là các bác sẽ cảm thấy anh em đang sử dụng một bộ mic không dây chuyên nghiệp. Tại sao nói nó là chuyên nghiệp? Bởi vì DB Arctic DB750 thì dành cho anh em đi làm sự kiện một cách chuyên nghiệp này. Nếu như ca sĩ người ta hát, người ta luôn luôn thích nhất là cái giọng thật, giọng trầm, giọng thật của mình. Ngoài ra của DB Arctic còn làm được cái điều này một cách rất đơn giản khi bác và em sử dụng. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng thử một chút chất âm của DB Arctic nhé, để xem là tiếng chất âm nó như thế nào. Alo, alo, alo. Bột hay 56 78 97. Bột hay 56 78 97. Bột hay 56 78 97. Alo. Tiếng chất âm của DB Arctic DB750 đem lại cho em một cái cảm giác đúng đây là giọng của mình thật sự. Bởi vì khi chúng ta phát ra cái âm chất giọng qua thanh quản nó bị thay đổi rất nhiều, nhưng DB Arctic DB750 làm được cái điều này, hút cái chất giọng thật ở trong cơ thể chúng ta ra. Và đây em chỉ sử dụng với một con vang cơ đài số bản bình thường thôi, mẫu bình thường thôi, không phải là dòng vang số nhé. Và để em test với cái chất âm của em DB750 thật sự như thế này thì chắc chắn rồi, dòng mic này sẽ là một cái dòng mic mà anh em làm sự kiện và nếu như anh em chơi phòng hát gia đình thì tuyệt đối hay và đẳng cấp. Nếu các bác anh em sở hữu một con DB750 như thế này, và số lượng hàng của DB Arctic phân phối ra đại lý rất ít, nếu như anh em là muốn mua thì liên hệ trực tiếp để đặt hàng nhé. Đấy, còn sẽ có mức giá thành hợp lý cho tất cả anh em khi sử dụng một con DB750 này, chế độ bảo hành của hãng rồi tất tần tật. Tất cả cái gì liên quan đến DB750 anh em đảm bảo sẽ sử dụng một cách tự tin, hiệu quả và an toàn nhất. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng
thử bắt sóng độ bắt mic xa gần ổn định với DB Cotic nhá. Em sẽ mang ra ngoài trời để test cái chế độ bắt sóng của em DB710 này cho các bác và anh em cùng trải nghiệm với em Tùng. Ok, và bây giờ thì em sẽ lắp 4 dâu với DB750 Plus để em test sóng xa gần của em DB này nhá. Và đây là bạn nhân viên nhà em sẽ cầm mic và đi ra đến tận khoảng độ 30-40m, thậm chí 50m để em test thử xem là cái chất lượng bắt sóng có ổn định hay không. Đây là phần tay mic này. Rồi bây giờ thì bạn nhân viên nhà em sẽ bắt đầu đi nhá. Đó, đó là bạn nhân viên nhà em ấy. Bây giờ bạn ấy sẽ cầm mic đi và trong khoảng em sẽ để ý xem là trong khoảng 30-40m bắt sóng nó có ổn định hay không và em sẽ tiếp tục đi cho bạn ấy đi tầm khoảng 5-60m nữa. Đấy. Như này đã được khoảng độ hơn 30m rồi, 40m rồi. Đó, và các bác thấy không ạ? Và các bác mình em hãy lắp tai nghe để trải nghiệm nhé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vẫn bắt sóng được các bác ạ. Rất khỏe, rất khủng khiếp. Bây giờ đã là hơn 50m rồi. Đấy, các bác thấy chưa? Rất xa rồi. Đấy, các bác và anh em làm sự kiện đến tầm này là quá xa rồi đúng không ạ? Chắc cũng đến tầm này thôi. Đấy. 60m này. Đấy, các bác thấy chưa? 1 2 3 6 7. Vẫn alo được, tiếng vẫn rất chuẩn các bác nhá. Với DB750 thì bắt sóng xa như thế kia các bác thấy chưa? Anh em làm sự kiện thì đến tầm đấy là quá xa rồi, đúng không ạ? Là tiếng bắt sóng rất ổn định nhá. 1 1 2. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 1 2. Ok, các bác và anh em thấy không ạ? Tiếng chất lượng âm thanh rất ổn định nhá. Trong khoảng cách tầm 5-60m như vậy mà tiếng chất lượng âm thanh rất ổn định thì anh em chơi với DB750 làm sự kiện thì tuyệt đối ổn định, đảm bảo nhu cầu cho các bác và anh em sử dụng nhá. Và nếu như bây giờ các bác và anh em cần muốn mua mẫu mic DB750 Plus này thì liên hệ trực tiếp qua Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại là 0979629336 nhé, để hưởng ngay mức giá ưu đãi nhất ở thời điểm hiện tại với DB750. Xin chào các bác.